Rồi. Chúng ta bắt đầu học những ôn tập lại và làm một số những cái bài tập liên quan đến vẽ và tô màu. Tức là ý của tôi là muốn là gì? Là làm quen lại một số cái bài toán đơn giản. Nhưng mà là năm nay cái kỳ thi tin học trẻ toàn quốc ấy là nó sẽ quay lại những cái bài tập mà như ngày xưa. Tức là cái thi tin học trẻ năm nay nó lại quay lại cái mô hình là mỗi một cái kỳ thi như vậy là nó có 3 bài tập. Thông thường được 3 bài. Bài thứ nhất là thông thường là một cái bài là vẽ hình. Bài số 2, số 3 gì đó là những bài giải toán. Giải toán là những cái bài lập trình đơn giản, trình đơn giản để mà giải một bài toán nào đó. Và cái bài số 3 là cái bài về phần mềm, về game, về chương trình. Đấy, thì thông thường nó có ba cái bài như vậy, ba cái mẫu bài như vậy. Thì chúng ta đã làm quen khá nhiều với cái dạng bài thứ ba rồi. Bây giờ tôi quay lại một chút cái bài số 1, cái hướng bài số 1 là tôi nói thêm một chút về vẽ và cả tô màu nữa. Yeah. Vì cái lệnh tô màu ở trong SAT không có, khi mà có các bài tập liên quan tô màu chúng ta phải chú ý nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập đơn giản trước nhé. Thì đầu tiên là cái bài là vẽ cái hình tròn hoặc là không đặc, hoặc là vẽ một phần của hình tròn. Là chúng ta làm lại cái bài tập đó một cách rất là cơ bản nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau để bây giờ tôi mô tả cho các bạn cái bài tập mà cái bài toán vẽ nhé. Như vậy cái bài toán mà chúng ta sẽ làm ngay bây giờ là cái bài toán đây, thầy viết ra đây cho dễ nhé, là cái bài toán vẽ cái hình tròn, hình tròn rộng hoặc đặc đặc tức là nó có tô màu nhé. Thì chúng ta sẽ vẽ tổng quát như sau, là chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn như này. Vẽ cái hình tròn là với cái điều kiện là xác định là biết tâm tâm O và bán kính lại là R đó. Thì cái O này là cái tâm O là làm cái điểm mà xác định cho trước bởi hai cái tọa độ là x0 và y0, ta cho trước cái tọa độ này đúng không? R là cho trước và ta vẽ cái hình tròn này đấy, thấy chưa? Nhưng mà cái tâm này là biết trước, R là cho trước và ta vẽ cái hình tròn. Trước mắt là vẽ hình tròn đã, còn sau đó chúng ta sẽ tổng quát là vẽ cái hình tròn này là một phần hình tròn nhé. Rồi thì vẽ có hai phương án vẽ, một là phương án là vẽ hình tròn bình thường, vẽ hình tròn là rỗng rỗng. Hai là hình tròn đặc tức là tô màu cho hình tròn. Hai là vẽ hình tròn đặc nhé. Tức là vẽ hình tròn rỗng, sau đó chúng ta tô màu bên trong hình tròn. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau làm một cái bài tập đơn giản như thế trước mắt nhé. Đây. Thì ở đây việc trước mắt là thầy sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta tạo trước mắt chúng ta tạo ba cái biến nhớ để mô tả. Một biến nhớ là x0. À, biến nhớ chúng ta làm biến là biến kiểu dùng chung nhé, x0 này. Hai là biến là y0, y0 là tâm của vòng tròn đó. Và thứ ba là chúng ta là mô tả cái biến là r bán kính hình tròn này. Rồi thì chúng ta dùng ngay con mèo vẽ thôi, không có gì cả. Chúng ta vẽ, chúng ta sẽ lấy cái con mèo là cái bút, chúng ta sẽ vẽ. Và trong khi vẽ chúng ta ẩn con mèo đi, con mèo là không không cần, chúng ta ẩn con mèo đi. Rồi chúng ta làm bắt đầu nhé. Thì để vẽ chúng ta sẽ phải bổ sung thêm vào đây cái đây bổ sung thêm cái nhóm gọi là pen, tức là nhóm bút vẽ đấy. Đó. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nhé. Đây, chúng ta như sau này thì ban đầu chúng ta sẽ đặt, khi mà chúng ta thiết kế một cái thông thường là chúng ta sẽ cho cái nhân vật mà là bút vẽ đấy. Thật ra đây có thể dùng một nhân vật khác, tôi dùng luôn nhân vật là con mèo. Chúng ta nên ẩn con mèo này đi, chúng ta không 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 cần hiện, không cần hiện đâu đấy, chúng ta ẩn đi nhé. Vì khi nhân vật có thể ẩn đi vẫn có thể vẽ được,
Sau đó chúng ta thiết lập các cái thông số ban đầu của công việc vẽ. Thường là như thế này, khi mà thiết lập ban đầu của chúng ta vào pen và chúng ta đặt chế độ là pen up là chưa vẽ này. Chúng ta đặt cái pen color đây. Bất kỳ màu nào cũng được màu này nhé. Chúng ta đặt cái pen, cái kích thước của pen đây, set pen size đây này. Đấy. Một hoặc là hai cũng được, không quan trọng. Đấy. Thì đây là các cái lệnh mà ban đầu cái để mà thiết lập setup cái thông tin vẽ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Thì đây chúng ta sẽ đặt các thông tin ban đầu của cái hình tròn chúng ta muốn vẽ nhé. Đây, chúng ta sẽ đặt ví dụ, chúng ta sẽ set ở đây ví dụ là mặc định là x0 là 0, mặc định y0 là 0. Chúng ta có đặt ở đâu cũng được nhé. Y0 là 0. Là như vậy là chúng ta vẽ hình tròn là với tâm là tâm của màn hình, nhưng mà về tổng quát có thể là x0 y0 là bất kỳ, và theo đó chúng ta đặt tiếp cái r là bán kính. Chúng ta đặt bán kính làm như là 100 chẳng hạn, 120 cho 50 tùy ý, nhưng đây là cái thông tin ban đầu. Bây giờ chúng ta bắt đầu mô tả cái vẽ, thì cái lệnh vẽ là lệnh mà chúng ta nên đặt cho nó là một trong cái thủ tục nào đó đặt riêng ra. Thì bây giờ thầy vào cái my blog và thầy sẽ viết cái chương trình my blog, và thầy tạo make 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 blog đây. Thầy tạo một cái thủ tục, một cái hàm để vẽ. Thì cái hàm này là hàm nó có đủ thông tin là tâm và bán kính, được chưa? Đây là vẽ hình tròn, là vẽ hình tròn, vẽ hình tròn tâm. Chúng ta đặt đây input này, input ở đây là x0 nhé. Tiếp theo là đặt lại như không, chúng ta tiếp theo là để bổ sung cái nhãn đây là bán kính. Đấy. Đấy. Giống như kia thôi mà. Đấy. Đây chính là kia, đây là cái thủ tục sẽ vẽ hình tròn tâm x0 y0 bán kính r nhé. Đó, và thực tế chúng ta chỉ cần vẽ tập cho đưa cái đây vào đây thôi là chúng ta là xong. Anh đây là cái lệnh chính này, vẽ hình tròn tâm x0 y0 kia rồi chúng ta đưa cái x0 vào đây, x0 này, x0 y0 này, bán kính r đây. Bên này là khác, nhưng bên này là x0 y0 r đây là những thông số bên trong cái thủ tục này, còn ở đây là chúng ta phải chạy kia thủ tục đó và gán và đưa cái truyền giá trị là x0 y0 r là những cái biến biến nhớ của hệ thống của phần mềm của chương trình đấy. Còn bên này là vẽ, là cái thủ tục vẽ đó nhé. Thì cách làm như sau, cách làm là như thế này, để chúng ta có nhiều cách làm, một cách làm mà thầy từ nói rồi bây giờ nhắc lại nhé, là chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí góc không, hay ở đây đây không quan trọng, từ vị trí là vị trí này nhé. Đây là góc, này là góc 90 độ này đấy. Thì chúng ta cho cái nó xoay xoay một góc, xoay là 360 độ, và với mỗi vòng xoay như vậy chúng ta sẽ như sau. Chúng ta sẽ đi từ điểm tâm đây, chúng ta đi về phía góc này gọi là góc alpha, đi đi về phía alpha một cái đoạn là r trừ 1, sau đó chúng ta đi một đoạn nữa bằng 1 mà chúng ta vẽ ở đây. Đây, chỗ này là 1, và cái như vậy chúng ta vẽ 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 cái đường này mờ nhé, và nó sẽ vẽ thành một cái đường cong như này, hình tròn thật sự đấy. Chúng ta đi về phía trước, ta lùi về xoay, đi phía trước lùi về xoay, đi phía trước lùi về xoay. Cái chỗ này là chúng ta không vẽ đâu, mà chỉ vẽ ở chỗ này thôi nhé, đó, ở chỗ này thôi. Đấy, đây là cách làm cho học sinh tiểu học cũng hiểu được, thế là mô tả các bạn nhé. Cách làm như sau này, đây, ở đây nhé, chúng ta làm như sau, chúng ta là đây, chúng ta cho một cái vòng lặp ở đây nhé. Thật ra là ở đây chúng ta làm xong, bây chúng ta đầu tiên chúng ta set kia là đặt kia là set cái hướng của cái bút ấy, đặt
từ 9 miễn được, gọi là từ không, cho hay đi, từ không nhé. Rồi sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta là di chuyển go to đến cái tâm, chuyển đến tâm đây, di chuyển đến x không không, chúng ta kéo trên này xuống nhé. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ có một vòng lặp. Vòng lặp này là có thể như sau đây, cái vòng lặp của chúng ta là như sau. Vòng lặp chúng ta là hoặc là vòng lặp 360 độ hoặc là 720, tức là nhân 2 lên này. Thầy làm trước cho các bạn thử vòng lặp 360 trước nhé. Ta sẽ 360 như sau nhé. Đây này, với mỗi vòng lặp chúng ta xoay về hướng này và chúng ta di chuyển từ từ không đây, chúng ta di chuyển tới vị trí là một đoạn thẳng là R trừ 1. Sau đó chúng ta là hạ bút và di chuyển tiếp một đoạn bằng 1. Xong lùi về gốc một đoạn là R. Sau đó là xoay 1 độ sang bên sang bên trái, xong lại đi tiếp. Đó, cái là như thế nhé. Như sau này. Ở đây nhé, chúng ta move về phía trước một đoạn bằng R trừ 1. Vì sao là không không R mà phải là R trừ 1? Vì là đó chúng ta, không không tô màu, không không tô. Đây, chúng ta đi về trước một đoạn bằng tay dấu trừ đây, bằng là R trừ đi 1. Nhé. À, chỗ này là vẫn là pen up, vì chúng ta chưa chưa là pen up rồi. Chúng ta di chuyển về phía trước, về phía của cái hướng này là R trừ 1, là nhấc bút không hạ bút. Sau đó chúng ta mới hạ bút pen down. Pen down và sau đó chúng ta đi tiếp một đoạn nữa là bằng một. Một. Vậy là một có R trừ 1 chính là R. Đấy, như vậy là khi đi đến đây, khi đi đến chỗ này này, chỗ này là hạ bút để là vẽ, thì vừa vặn vẽ xong thì đi được một đoạn là R luôn, và sau đó chúng ta đi lùi lại. Thì muốn lùi lại chúng ta sẽ phải gì, chúng ta sẽ pen up lên, chúng ta không được vẽ mình pen up, và sau đó chúng ta đi lùi lại, chúng ta dùng lệnh move nhưng mà đi lùi, đi lùi một đoạn là bằng R, thì chúng ta dùng cái lệnh là cái phép toán là R nhân trừ 1. R lùi đi đoạn R nhân với trừ 1 thì có phải là đi lùi không? À, múc một đoạn là trừ trừ R thì đi lùi. Sau đó chúng ta xoay sang bên, xoay sang trái, bên phải không quan trọng, xoay sang trái là 1 độ, xoay sang trái là 1 độ. Học là như vậy 360 lần. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì đây chính là cái, thủ tục mà chính để vẽ hình tròn. Chúng ta đang thử kiểm tra con chạy không nhất này. Đấy, vẽ hình tròn chưa? Đấy. Vẽ hình tròn đấy. Ok, đúng rồi, chính xác nhé. Đó. Thì đó là cái vẽ hình tròn rỗng, không phải vẽ hình tròn đặc mà vẽ hình tròn rỗng. Bây giờ giả sử thầy muốn là gì? Bây giờ muốn vẽ cho nó dày lên một tí, nên chiều dài đấy là 1 thì nó mỏng quá, muốn vẽ dày thì làm thế nào? Chiều dày của nó là 2 thì làm thế nào? Làm như này. Muốn vẽ cái hình tròn này là chiều dày bằng 2, ở đây chúng ta sẽ phải viết đây là trừ 2, còn đây đây sẽ là 2 là được. Để thầy thử nhé, để làm lại này. Đây sẽ trừ là trừ 2, đây sẽ là 2, thì vòng tròn của chúng ta sẽ là vẽ. À, thầy chưa xóa, bây giờ có lệnh xóa đã quên mất, chưa làm chưa xóa nhé. Thì đây, thì muốn vậy đây thì thêm lệnh nữa chỗ này. Trước khi vào thì phải xóa hết. Erase, thầy để ở đây. Để xóa lại, làm chạy lại nhé. Đấy. Vẽ hình tròn thì bây giờ nó sẽ là gì? Nó sẽ là đấy. Bây giờ muốn cho hình tròn nó thật đặc hơn nữa, xít hơn nữa thì làm như nào? Thì làm như này. Chúng ta là hình như là xoay 360 độ, thì như thì xoay ba lập 360 độ, 360 lần, và mỗi lần là xoay 1 độ. Bây giờ muốn chúng ta muốn cho nó thật chật lại, cho là muốn cho nó, thì chúng ta làm như sau, chúng ta cho xoay là 720 độ, 700 xoay là 720 lần, và mỗi lần như vậy chúng ta xoay là 0.5 độ, thì nó đặc hơn và hình nó sẽ định hình 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 nó sẽ đẹp hơn. Đây ta thử nhé, chậm hơn một chút đó,
Thì đây chính là hình tròn, ta vẽ hình tròn rỗng với tâm và bán kính bất kỳ cho trước, được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ thầy muốn là gì? Thầy muốn là vẽ cái hình tròn này với vận tốc rất là nhanh thì làm như nào? Thì có hai cách, hoặc chúng ta vào đây và chúng ta chọn cái chế độ là đây là turn on turbo mode, hoặc là chúng ta đặt ngay trong hàm đây, hàm này bây giờ các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn chế độ là edit, và ở trong cái lệnh này, trong chỗ định nghĩa hàm, chúng ta bấm vào đây, bấm vào đây là cái lệnh này, lệnh là run without screen refresh. Lệnh này là lệnh mà làm cho cái việc vẽ nó nhanh tức khắc luôn. Đấy, này là quan trọng nhé. Đấy. Bây giờ là như thế này, bây giờ chúng ta đặt như này. Rồi, ok. Bây giờ cái việc vẽ rất là nhanh. Chúng ta chạy chạy cho làm thử nhé. Để tôi chạy thử này. Xóa hết nhé, làm lại làm chạy này. Đấy. Chạy rất nhanh luôn. Được chưa? Đấy, đó là vậy, đó là cái bài đầu tiên là vẽ hình tròn bất kỳ cho trước tâm và bán kính và hình tròn rỗng, được chưa? Như bài này thầy mới lưu lại thì chúng ta nhớ cái bài này là vẽ hình tròn rỗng. Xem thầy để chỗ nào, thầy lưu trong máy tính, lát nữa thầy phải đưa đưa lên mạng cho các bạn xem. Chỗ nào mà chỗ nào nhỉ? Desktop này. Nằm ở đây. Hôm nay là buổi thứ 11. Đấy. Đây là vẽ. Vẽ hình tròn. Rồi bây giờ thầy sửa đi một chút, và bây giờ thầy chúng ta sẽ vẽ cái hình tròn đặc. Hình tròn đặc. Đặc thì làm như thế nào? Nhé. Bây giờ thầy cái này thầy tạo thầy cất đi, và thầy tạo một cái block mới nhé, là vẽ vẽ hình tròn đặc tô màu, đó chính là vẽ và tô vào tô màu luôn nhé. Tròn đặc này là tâm này, mà thì đây là x không này, ngay nữa này y không này, lấy bên này bán kính này, bán kính cái này là và luôn cái độ là bấm vào đây là chạy nhanh, tức là vẽ làm chế độ vẽ nhanh nhé. Đó, thế đây là cái lệnh vẽ hình tròn đặc tâm bằng kính R. Bây giờ cái làm như sau này, giống như đây thôi. Bây giờ ở chỗ nào, chỗ này nào nhỉ? Rồi, bây giờ thầy copy thôi, thì copy lên cái trên bấm bấm chuột phải chọn là duplicate, copy lên đây, dùng lại cái lệnh lúc nãy mà chúng ta chú ý một tí. Đây, ở đây nhé. Cái lệnh này nó giống cái chương trình này, giống cái lệnh chương trình cũ này, chỉ khác là gì, nó không như này nữa. Ở chỗ này là gì, là nó đi được từ điểm 0 chúng ta move r trừ 2 là pen up, sau đó đi pen down, mình move 2 xuống lại pen up trở lại. Bây giờ không cần đi khuôn như vậy nữa, chúng ta làm như sau, không còn ngày nữa. Bây giờ chúng ta là đây, chúng ta làm như sau, chúng ta bỏ cái này ra và chúng ta đặt pen down ngay từ đầu đây, phải nào từ đầu nhé, và move r luôn, chúng ta không để move r luôn, sau đó là move trừ r luôn và xoay. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà gì, pen down, pen down, mà khi vẽ xong thì chúng ta pen up. Vậy là đây là pen down, đây là khi mà thoát khỏi cái thủ tục vẽ này là chúng ta phải pen up nó lên, được chưa? Đấy, đây là cái lệnh nhé. Bây giờ thầy bỏ cái này ra này, thầy chuyển cái lệnh vẽ hình tròn đặc vào đây. Mình thầy đặt nhá, thầy đặt cái này là đây là x0 này, đây là y0 này, đây là r này. Đấy. Thì bây giờ là cái lệnh này là của chúng ta là vẽ hình tròn đặc nhé. Đây này, nhắc lại nhé, là hướng đầu tiên, hướng nhân vật vẽ của chúng ta muốn vẽ lên là hướng lên trên là không này, sau đó là gì, sau đó là đây, sau đó là như sau, sau đó là mà go to đến x không y không, ở chỗ này gọi là nhấc bút,
bút không hạ bút. Ở đây bắt đầu hạ, hạ bút bắt đầu vẽ, chúng ta lặp 720 lần. Và mỗi lần làm như vậy, chúng ta move về phía trước là R, xong lùi trở lại về không, xong xoay 0,5 độ, xong lại move như vậy, xoay cứ như vậy, chỗ này lặp 720 lần. Vẽ xong thì nhấc bút. Như vậy là cái lệnh nhà mà là tô vòng vẽ hình tròn đặc là như thế này, là cái như sau: chúng ta đi lên lùi, đi lên lùi, đi lên lùi, đi lên lùi, cứ như này, cái này mãi mãi nhé, cái này này, cái đi lên này, đi lùi lại nhé, thì vẽ toàn bộ như này. Thì khi vẽ xong cái hình, chúng ta sẽ tạo ra một hình hình tròn thôi nhé, cái đi lùi 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 đấy, để thầy vẽ đại khái cho ta hiểu rồi, thế nó thành một hình tròn đặc, được chưa? Đây, thế bây giờ chúng ta thử kiểm tra chúng ta không nhé. Đây, bây giờ thầy chạy thử. Đây đây, anh tròn đặc này nhé. Đấy, nhanh không nào? Rất nhanh. Đây, bây giờ chúng ta chỉnh sửa là chúng ta sửa không phải không không nhé. Chúng ta muốn vẽ cái hình tròn x0 là vị trí là 10 chẳng hạn, y0 vị trí là 30 chẳng hạn, và r là 70 thôi. Đây, chúng ta chạy thử. Đây, 5 chỗ khác. Mà vẽ rất là nhanh, mà phòng không to thì nhìn cho dễ nhé. Này. Đấy. Khá là khá nhanh đúng không? Rất đặc, à, và đặc thật sự. Đấy. Nhưng mà đây chính là chương trình thứ hai nhé. Là chương trình này đặt tên chương trình là vẽ vòng tròn đặc nhé. Đây, vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn. Đặc. Là tô màu luôn đấy. Đặc là một nhé. Bên cạnh chúng ta có hai cái, chúng ta có hai cái chương trình, hai cái đọc này, chúng ta có thể vứt cái điện hình tròn cũ nó vứt đi, cứ để đây cho nó, để chúng ta có thể dùng lại đó nhé. Nhưng mà gốc đó là đây này, vẽ hình tròn đặc ở đây này đấy, được chưa? Như vậy chúng ta bắt đầu từ hai cái chương trình rất đơn giản đã, là vẽ hình tròn hoặc là vẽ hình tròn đặc. Chú ý muốn tô màu hình tròn thì chúng ta làm như vậy, chúng ta từ tâm chúng ta liên tục ta kẻ các cái đường thẳng ra ra bên ngoài, được chưa? Rồi, thế thì đây là vẽ hình tròn đặc như vậy. Nhưng bây giờ muốn tổng quát, bây giờ thì muốn vẽ là không phải một hình tròn, vẽ một cung tròn thì làm thế nào? Đấy, bây giờ bài tập tiếp theo là như này. Đây, bây giờ thì muốn như này, thì muốn là giả sử có một cái hình vuông như này nhé, hình vuông. Đây, đây tâm đây là không này. Đấy. Đây là R này. Thôi được, cái chiều dài này là cái R, cao R nhé. Hình vuông đây, hình vuông đây. Bây giờ thì mình vẽ cái hình hình như này. Đấy. Thế làm thế nào? Đây là một phần tư hình vuông. Ba một phần tư, một phần tư hình tròn. Thế hình tròn chúng ta là như này nhé. Tròn đây. Bây giờ thầy chỉ muốn vẽ là một phần tư thôi, chỉ vẽ cái phần này thôi. Thì làm thế nào? Đấy. Thì có vẽ được không? Đấy. Bắt đầu góc là góc và tính thì mà tính theo kiểu xoay kim đồng hồ là từ góc này này đến góc này này đấy, thì liệu liệu có làm được không nhá. Đây là góc không này, đây là cái góc này là góc 90 độ của chúng ta đúng không? Đấy, bây giờ là vẽ một tương tròn từ 0 đến tới 90 độ thì có vẽ được không? Đấy. Hay tổng quát chúng ta có thể vẽ được một cái hình hình tròn đây nhé, hình tròn đây. Tổng quát là như thế này nhé. Đây, bây giờ thầy sẽ vẽ một cung tròn thôi, cung tròn, hình tròn ra đây nhé, không vẽ cả hình tròn đâu mà chỉ vẽ một cung tròn thôi. Đây, cung tròn như thế này. Đây, vẽ cung tròn này này đúng không? Bắt đầu từ vị trí này đúng không? Từ vị trí này đấy đúng không? Và đến ở đây vị trí này, chúng ta có thể tùy chọn của chúng ta đúng không? Đây, cái góc này này, góc này thầy sẽ ký hiệu của góc này là, đây là góc alpha, alpha là góc bắt đầu nhé. Còn góc này là thầy ký hiệu của này là góc beta, beta góc có kết thúc theo chiều xuôi kim đồng hồ. Mặc định mà chúng ta muốn vẽ hình alpha bằng 0, còn beta bằng 90. Đấy, thì với trường hợp này thì nó là cái hình này, nó là cái hình này này.
Đây là cái hình một nửa cung 1/4 hình tròn như này. Đây là alpha đây, alpha là cái này này, beta là cái này này. Nhé. Beta là bằng 90 độ đây. Bằng 90 độ. Còn đây alpha đây, alpha. Alpha bằng 0 độ. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta được cái hình tròn này bia bia thành một tổng quát. Tổng quát là như thế. Tổng quát là là như sau. Chúng ta tạo ra một cái thủ tục vẽ hình tròn. Chúng ta tạo một thủ tục tổng quát như sau nhé. Gọi là vẽ vẽ cung tròn, vẽ cung tròn nhé. Nó sẽ phụ thuộc vào một loại x0, y0 là tâm, r là bán kính, sau đó là alpha là góc đầu tiên, alpha, và beta là góc số 2. Đấy. Thế thì đó là cái mà góc số 2. Được chưa? Mà chúng ta luôn là hiểu là đi theo cái hướng là hướng xuôi kim đồng hồ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta thiết lập cái đó nhé. Đây, thiết lập. Bây giờ cung tròn. Cung tròn thầy sẽ làm lại vì thầy lưu một cái file mới và chúng ta làm từ đầu. Đấy, lưu nhé. Rồi. Vẫn dùng con mèo này để vẽ. Vẽ một cung tròn tổng quát nhé. Đây, bây giờ chúng ta thiết lập lại nhé. Nào, đây này. Ban đầu này, ban đầu thì cái nhân vật này là cái bút thì chúng ta cho nó ẩn đi này. Không không cần dùng, không cần cái anh này. Look. Hai. Nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm các cái động tác là thiết lập các cái giá trị ban đầu cho cái cho cái bút vẽ đó nhé. Đầu tiên là cái lệnh này là erase all, là cái lệnh này, mà xóa tất cả này. Xong chúng ta là pen up lên này. Chúng ta luôn để chế độ nó là pen up. Khi cần vẽ thì chúng ta hạ bút để vẽ, còn nói chung chúng ta nâng bút lên, nâng bút lên hết nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiết lập các cái tham số để cho một là tham số x0. X0 là cái không, x0 và y0 là tọa độ tâm, chúng ta làm quá luôn nhé, tọa độ tâm này. Sau đó chúng ta sẽ làm tọa độ là cái biến là tạo cái biến là r là bán kính, đúng không? Sau đó chúng ta tạo ra hai cái biến để mô tả cái vị trí bắt đầu và kết thúc của cái việc vẽ đó là alpha alpha và tiếp theo là góc beta beta. Vậy có những biến này này, x0 y0 này, r này, beta alpha beta, được chưa? Để làm tổng quát luôn nhé. À, vì tôi đặt mặc định này, đặt mặc định này là x0 là 0 này, đặt mặc định y0 là 0 này, đặt mặc định R là thì đặt R bằng gì? R bằng alpha bằng 0 và đặt mặc định beta beta là 90 độ. Như vậy thầy sẽ vẽ cái hình tròn là 1/4 tròn đấy. Thầy sẽ vẽ cái hình hình như này, hình như này. Đấy, hình như này. Đây, hình như này. Cách làm là giống lúc nãy, ta chỉnh sửa một chút cho tốt hơn. Bắt đầu chúng ta xuất phát từ góc alpha, xong chúng ta sẽ xoay xoay sang phải khi nào gặp beta thì thôi. Đấy. Thì cách làm là chúng ta làm là đây thầy sẽ làm, thầy sẽ cũng phải làm thật cẩn thận chỗ này thì mới làm được, không như không kia đây nha. Đây alpha beta nhé. Cách làm là như sau này.
Đây, bài này là phải làm lại một chút nhé. Chúng ta xuất phát từ cái điểm O, cái điểm X0 hay không đây, gọi điểm 0 nhé. Đi về phía đây là alpha. Và đi vào lùi cho đến khi nào gặp beta thì thôi, beta đây, đúng không? Đấy. Thì cái làm là như sau. Cái làm mà chúng ta phải tính được cái số lần, cái số vòng lặp ở đây, đây là beta này. Tính được cái số vòng lặp từ đây sang đây. Được chưa? Thì gọi các ta sửa chúng ta góc quay được chúng ta cái góc quay nhé, cái góc quay của chúng ta này. Góc quay của chúng ta là sửa là 1 độ đi. Ừ, 1 độ. Có thể chúng ta có đặt chế độ là 0,5 độ cũng được, 0,5 độ cũng được, đúng không? Thì cái chiều dài, cái độ dài góc này là chính là beta beta trừ đi alpha. Đấy. Cho nên là gì? Nếu góc quay là 1 độ thì vòng lặp sẽ là cái này. Còn nếu góc quay là 0,5 độ thì vòng lặp sẽ là 2 lần beta beta trừ đi alpha. Đấy. Chúng ta dùng cách số 2 này nhé. Đấy. Và xoay ở chỗ này không phải xoay trái mà xoay phải. Đây này, người ta đi phía này mà beta luôn lớn lớn alpha, xoay phải nhé. Rồi. Như sau này. Đây. Chúng ta vào my block và chúng ta tạo một cái block là vẽ cung tròn, đúng không? Tâm nhé. Tâm là x0. Bấm vào đây. Y0. Đó là bán kính. Là bán kính. Hơi dài một chút. Bán kính là R. Sau chúng ta đi luôn. Tiếp theo chúng ta đi luôn là alpha. Thứ nhất. Đi vào đây. Alpha. Và đi luôn vào đây nữa là beta. Được chưa? Đấy. Chúng ta thích chúng ta vẽ là vẽ nhanh. Đấy. Đó, thì đây chính là cái thuật toán, cái thủ tục là cái vẽ cung tròn xuất phát từ tâm là x0 y0, bán kính là r, xuất phát từ góc alpha và kết thúc tại góc beta. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì cái làm này là giống như là lúc nãy nhưng mà ta làm tổng quát hơn thôi. Để dùng cái này chúng ta có thể vẽ được một phần tư vòng tròn được, đúng không? Đây. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục nhé. Cái làm như sau này, chúng ta nhớ lại một chút này. Thì đầu tiên chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải đầu tiên là chúng ta hướng về hướng alpha trước. Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta go to đến cái điểm tâm là x0 y0. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ thiện một cái vòng lặp. Lặp. Đây. Làm giống như này mà repeat. Repeat là bao nhiêu? Repeat là giờ chúng ta là ta xoay là 0,5 độ thì như vậy repeat đây là gì? Là 2 lần beta trừ đi alpha. Chúng ta phải làm cái phép toán này, repeat nhé. Phép nhân này. Và sau đó là phép trừ nhân với phép trừ. Tức là 2 lần beta trừ đi alpha. Đấy. Đây chính là cái phép nhân, cái phép lặp. Đó. Cái này thì nó nãy giờ chúng ta có cái vòng lặp chúng ta phải lặp liên tục như này mà đây là alpha đây là beta thì vì quay với góc quay là 0,5 độ cho nên là phải là 2 lần beta chứ alpha đây là số vòng lặp của chúng ta đây lặp đi nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta giống như trước chúng ta move về phía trước, đây chúng ta move về phía trước là r trừ 1 độ. Khoảng cách là r trừ 1. Đây chúng ta đây là pen up nhé, chúng ta là lấy hiệu đây hiệu và lấy r đây r trừ đi 1. Đấy. Hoặc thứ hai được trừ 1 thì cho nó cái vòng tròn nó nhỏ trừ 1 nhé, vòng tròn nó mảnh nhé. Sau đó chúng ta hạ bút, chúng ta pen down chỗ này và khi pen down rồi thì chúng ta di chuyển về phía trước là một, đấy, làm đi từ tâm
đến gần cái vòng tròn là khoảng cách R-1 thì ta vẫn nhấc bút xong hạ bút đi tiếp một bước nữa, sau đó lại nhấc bút lên thì không không vẽ tiếp, sau đó lại nhấc bút lên và chúng ta lùi đi lùi lệnh là múc đi lùi về phía tâm, đi lùi về tâm là múc chì R đây chúng ta có chì R kéo cái R để xuống và đây là chì một đấy một nhé. Và sau chúng ta xoay là xoay phải chứ không phải xoay trái, xoay phải là 0,5 độ, 0,5 độ. Đây chính là cái lệnh mà vẽ hình tròn rỗng, không phải một cung tròn rỗng. Việc chúng ta chạy nó nhé, chúng ta gọi cái này này. Đấy. Và đây chúng ta sẽ gọi nó này, gọi là x0 ở đây nhé, x0 này, y0 này, y0 ở đây nhé, bán kính là R nhé. Rồi, với alpha, alpha đây, và beta đây, chúng ta có thể điều khiển bất kỳ nhé. Đấy, để chạy thử nhá, xem nó chạy đúng không nào. Đấy. Đấy, chính xác luôn như này. Bây giờ thầy sửa lại chỗ này, thầy để thầy, đây thầy ở đây là 150 50 đây đấy không không chỗ này đúng rồi đấy, đây là một tư cung tròn thôi. Bây giờ sửa alpha này, alpha là 0 và beta bằng là 180 thì nó chính là một nửa vòng tròn, đấy, một nửa vòng tròn được chưa, rất là hay. Và tương tự chúng ta sẽ làm cái bài tập là vẽ một phần tư hình tròn đặc nhé, đây là hình tròn rỗng, được chưa? Thì chúng ta lưu cái file này lại là vẽ hình tròn. Anh các bạn có thấy không nào? Cha chú ý một tí nhé. Được rồi, thế bây giờ thầy sẽ làm cái bài tập tiếp theo này. Các bạn là thầy phải có việc ra ngoài một chút nhé. Bây giờ bài tập này thì là thầy vào tập tiếp theo là bài này nhé. Thầy trong tập trước chúng ta nghĩ nhé là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình như thế này và chúng ta cần tô màu chỗ này. Đấy, một nửa cung tròn và tô màu. Bạn là thầy một chút, thầy ra ngoài một chút là thầy vào.
Rồi tôi quay lại nhá, thầy phải ra ngoài một chút công việc. Đây chúng ta vẽ hình này. Hình này là cái hình mà nếu mà không tô màu thì vẽ dễ rồi, nhưng mà cần phải tô màu. Cho thì chúng ta cần phải làm như sau. Là chúng ta cần đây tâm của nó, đây là tâm 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 O phía trước nhá, và bán kính R phía trước. Vậy chúng ta cần phải vẽ một nửa cái hình, một nửa hình tròn bán kính R, chúng ta biết rồi. Đấy. Nhưng vấn đề là gì? Chúng ta phải đây chúng ta vẽ ra cái hình, đây là 1/4 hình vuông đây, và chúng ta phải tô màu của chỗ này đấy, tô màu. Thì đây là một cái bài tập mà rất là đơn giản thôi, nhưng mà mới nghe thì tưởng rất là khó. Thì các bạn chú ý nhé, ở trong xác không có lệnh tô màu, cho nên là ở tất cả chỗ nào mà tô màu ấy thì các bạn phải phải tìm cách là vẽ các cái đường thẳng, các đoạn thẳng để tô màu đó, được chưa? Như vậy chúng ta đã vừa học đấy, vẽ hình tròn mà cần tô màu đặc, chúng ta nó chính là cái đường thẳng này, các đoạn thẳng này, cái liên tục như này thì nó thành đặc thôi, đúng không nào? Đấy, như vậy nhé. Như vậy là tổng qua cái lệnh tô màu hình tròn là chúng ta vẽ hình tròn bình thường, sau đó chúng ta kẻ cái đường thẳng từ tâm đến hình tròn sát vào nhau, thì đó chính là tô màu hình tròn. Còn bài này chúng ta làm như nào thì làm như sau nhé. Để bài này chúng ta làm như sau, bài này có hai cách làm. Đây nó là hình 1/4 hình vuông đây, hình tròn đây, thì cứ làm như sau này. Cách thứ nhất là chúng ta kẻ từ cái đỉnh, ta kẻ cả cái đường ngang này, đường ngang liên tục tìm vị trí trên hình tròn đấy nhé, kẻ sang vị trí ở đây là cái vị trí này, cái đường thẳng này là đường thẳng là x x bằng r đây. Chúng ta đây là chúng ta có đây là tâm đây nhé, đây là không không này, tâm đây nhé, bất kỳ đây đấy. Đấy, còn cách thứ hai là chúng ta kẻ cái đường dọc đây, cách thứ hai là kẻ đường dọc cái nào cũng được. Bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn mẫu làm cả hai cách nhé, tôi mẫu cho cả hai cách. Một cách là vẽ đường ngang, hai là vẽ đường dọc. Vẽ đường dọc thì là cái đường này là cái đường ngang này, đường dọc này chỉ đường dọc y bằng r đấy, y bằng r, thật ra y bằng đây là x bằng r cộng x không, thì y bằng r cộng y không, vì đường tâm là x không y không mà. Đấy, thì cái vị trí tọa độ ở đây là r cộng với x không. Còn vị trí này này, vị trí y này, vị trí y này, vị trí này này là vị trí này là r cộng với y không. Đấy, như vậy chúng ta có hai cách để chúng ta tô màu kia cái phần này nhé. Rồi thì bây giờ thầy cùng nhau chúng ta cùng nhau làm cái bài tập đó, chúng ta làm là mới từ đầu đi nhé. Lại ghi một cái đi, làm từ đầu cho đây. Bài này thầy ghi chưa nhỉ, thầy ghi rồi sao nhỉ? Vẽ cung tròn, kiểm tra đã ghi xem nó ghi chưa nhé. Rồi vẽ hình tròn, vẽ cung tròn thì thầy cứ ghi lại cho yên tâm. Rồi bây giờ là new new cái mới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đây, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập tổng quát là như sau. Tổng quát là cho trước điểm tâm là x0 y0 bán kính r, đây kính r đây, vẽ 1/4 hình tròn, sau chỗ này là hình vuông đây, vuông ra ngoài, và chúng ta cần tô màu của chỗ này. Đấy, tô màu cái này nhé. Như vậy là biết trước x0 này, biết trước y0 này và r, và mà là một vào 1/4 đường tròn nhé, 1/4 đường tròn này. Đầu tiên. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ cái hình này. Được chưa? Tô màu. Tô màu. Cái bài tập là bài tập tô màu là chính nhé. Rồi, chúng ta lại giống như vậy, chúng ta làm rất cẩn thận. Làm từng bước một. Tất cả đều đưa về các thủ tục hết để sao vẽ cho sao nó dễ nhé. Đây. Đầu tiên là chúng ta cho con mèo này, nó mới cho là bút vẽ luôn. Nên chúng ta đặt cho nó là gì? Eraser này. Chúng ta cho nó ẩn đi này. Ẩn đi này. 2.
nhé. Xóa này, ẩn đi này, xóa xong là pen up, chúng ta đặt chế độ luôn luôn là pen up. Rồi sau đó chúng ta sẽ thiết lập ba cái tham số mà tôi nói lúc nãy, tham số là x0, x0 để vẽ cái tâm của x0 này. X0 là cái độ tâm của cái hình tròn đó, và R là cái bán kính. Được chưa? Rồi. Nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái ban đầu của nó đây. X0 là 0 này. Thiết lập Y0 là 0 này. Và thiết lập R bằng 100 chẳng hạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập bằng cái block, lập một cái thủ tục là tô màu. Hiệu là tô màu 1. Tô màu 1. Tô màu 1 thì nó gồm có các tham số như sau. Tham số là x0. X0. Và bán kính ở đây nhé. R. Để chị chưa bảo thân cái độ là vẽ nhanh này, chỗ này là vẽ nhanh nhé. Bạn tô màu 1 là vì đây là cái vẽ tô màu 1/4 hình tròn. Sau thầy sẽ tổng quát lên vẽ 1/4 hình tròn rồi vẽ một nửa hình tròn vân vân, một tổng quát là thầy sẽ dùng cái từ khác nhé. Tạm thời được từ là tô màu 1 cho nó tiện nhé. Rồi. Rồi thì cách làm như sau. Làm theo bài tô màu 1 chính là cách thứ nhất. Cách thứ nhất của tô màu 1 là chúng ta vẽ theo gì, chúng ta là vẽ theo đường ngang nhé, vẽ vẽ các đường thẳng, dùng cái đường ngang này để tô màu. Tô màu 2 là vẽ theo đường thẳng đứng. Nên như vậy có hai cách tô màu nhé. Vì trong 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 Scratch không có lệnh tô màu, chúng ta phải làm mẹo như vậy. Chúng ta phải làm mẹo là tô màu 1 là tô màu theo đường ngang thì như sau này. Tô màu cách làm như sau nhé, đây cách làm như sau, cách làm như sau đây. Chúng ta vẽ cái cung tròn này giống như ta là đã biết được chưa nào, đấy giống cái bài hôm nãy là từ alpha đến beta ở đây này đấy. Nhưng mà khi mỗi một điểm vẽ ở đây, chúng ta sẽ vẽ một đường ngang, vẽ một đường ngang thẳng tới cái vị trí có cái tọa độ thì có thẳng đường ngang đến cái vị trí là gì, đến cái vị trí là cái vị trí này là gì, vị trí này là vị trí ví dụ như đây, vị trí đây 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 là xy ở đây nhé, xy đang là vị trí tôi đang vẽ đây, thì vị trí này này vị trí này sẽ là vị trí gì, sẽ là vị trí là x thì bằng là r cộng x0, y vẫn như vậy. Đấy, như vậy y là vẫn giữ nguyên nhé, nhưng mà xy thì chuyển thì vị trí này là đây, chuyển từ vị trí này. Như vậy là lệnh này chỉ là một lệnh go to bình thường thôi, go to để vẽ đường ngang. Xong chúng ta lại quay lại, chúng ta lại làm cái động tác như vừa nãy nhé. Đó. Được chưa? Như vậy chúng ta cần cái vòng lặp thôi, chúng ta luôn tổng quát đây, chỗ này là alpha bằng đây là góc không này, góc này không nhé. Là đây là beta, đây là beta bằng 90 này. Là 90 độ. Cho nên là chúng ta sẽ cần cần cái vòng lặp là 180. Tức là bằng hai lần của 90 trừ 0. Vậy đấy, cái làm như thế chúng nãy nhé. Đây làm như sau này, chúng ta sẽ go to đến x0 y0, go to đến x0 y0, tất cả chỗ này là pen up hết nhé. Đấy. Sau đó chúng ta là point in direction là không, để tao để nhé. Rồi và chúng ta bắt đầu vẽ, chúng ta sẽ lặp đây, chúng ta sẽ có một cái vòng lặp là 180, lặp là 180 nhé. Như sau này cũng lặp như vậy, chúng ta sẽ move về phía trước, không vẽ, move về phía trước một đoạn bằng chính R đó, bằng chính R nhé. Sau đó chúng ta sẽ hạ bút,
để vẽ đường ngang. Chúng ta nhớ lại chưa? Đây, chúng ta di chuyển. Đây nhé. Chúng ta di chuyển mũi phía trước đoạn bằng R. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đường ngang. Vẽ xong đường ngang, chúng ta sẽ phải quay về đây, đi lùi trở lại đây và đi lùi trở lại xuống đây. Đấy, nên phải động tác đó. Thì khi mà chúng ta đi lùi lại như vậy, chúng ta đi lùi lại về đây này và đi lùi xuống đây thì chúng ta không vì chúng ta không 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 không, không chúng ta nhấc bút lên. Góc của đó là vẫn 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 không thay đổi nhé. Đấy. Hoặc thậm chí chúng ta không cần, chúng ta có thể là go to luôn về đây cũng được, go to luôn về đây, góc của chúng ta không thay đổi. Được, chúng ta go to về đây luôn, dùng lệnh go to cũng cũng nhanh. Go to luôn về về cái vị trí này cũng được. Đấy, thì đỡ phải quay về đây, xong quay về đây chúng ta go to luôn về đây. Đấy, cũng được. Rồi, chúng ta làm thử này. Move về phía trước R. Nhé, sau đó chúng ta hạ bút. Bắt đầu hạ bút, bước quan trọng là chúng ta hạ bút nhé. Pen down. Sau đó chúng ta chuyển sang ngang, go to sang ngang. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh go to. Đấy. Go to sang ngang, sang cái vị trí là gì? Đây, sang cái vị trí bên này là x thì là cố định là R cộng x0, còn y chúng ta giữ nguyên, y là chỉ vị trí y ở ở bên này. Cho nên làm như sau. Ở đây là cái chỗ này này, x và y đây. X là R cộng với x0. Chúng ta vậy hoàn toàn là đây là hoàn toàn là suy luận toán học nhé. R cộng x0. Đó là x. Đấy. Được chưa? Ở đây này. Đấy, chuyển sang ngang này. Đây là R x0 này. Đúng không? Còn y0 thì y đây là trùng với y này. Cho nên là nó chính là cái này. Đây 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 đây. Đây. Cái y này là trùng với cái y hiện thời này, cho nên nó chính là cái này. Y ngang chính là cái này. Đây. Đấy. Mình lại đi ngang đây nhé. Lệnh go to này là lệnh di chuyển mà không thay đổi hướng. Cho nên là sau đó sau khi mà vẽ đường ngang xong rồi thì chúng ta sẽ nhấc bút. Chúng ta sẽ nhấc bút. Pen up và chúng ta go to không hay không cho là nhanh, thì là có thể đi lùi lại cũng được mà thầy cho nhanh. Tôi cho chúng ta go to về x0 sau đó chúng ta xoay xoay sang phải là 0,5 độ, xoay sang phải đấy nhé, cái chữ là 0,5 độ. Chúng ta đang lọc là 180 mà, nên là quay sang phải 0,5 độ thì tổng số lần lọc này nó sẽ là 90 độ. 0,180 nhân 0,5 là 90 độ. Vừa vặn là khi đến cuối vòng lọc thì chúng ta vẽ xong được cái mà xong tô màu xong được cái phần này. Đấy. Chúng ta thử nhé. Đây. Bây giờ chúng ta thử. Đây, chúng ta dùng lệnh là chúng ta tô màu 1 này. Tô màu 1 nhé. Ừ. Tô màu 1 đây chúng ta đặt là đây là x0 y0 bán kính là r. Đấy. Nha, chúng ta thử xong làm cũng như chạy thử đây. Đấy. Chính xác chưa? Đấy. Vì tôi để cho cái này tăng lên là 150 thì nó sẽ to hơn. Đấy. Thế con nào? Còn thích tô màu màu gì thì đây ở đây chúng ta có thể cho thêm một cái lệnh nữa đây, đặt đặt cái màu sắc mà tôi muốn tô màu thì tùy ý thôi. Đây tôi đặt cái lệnh này, đặt cái lệnh này set chế độ, ví dụ tôi đặt một cái màu khác đi, ví dụ nhé, đặt cái màu khác. Màu đỏ đi nhé, đấy, màu đỏ để trên này này, đấy thì tô màu sẽ là màu đỏ ngay, đấy thấy chưa. Đấy, nhưng mà đây là cái bài mà là tô màu ngang. Bây giờ thầy làm vẫn cái bài này nhưng mà sửa lại là tô màu theo cách 2. Tô màu theo cách 2 là tô màu cái một là cái này. Cái hai là kẻ đứng dọc đứng trên này. Cái làm tương tự nhé. Bây giờ tô màu 2 này. Đây.
Bây giờ thầy làm một cái để copy ở đây để giữ nhé. Bây giờ tạo ra một cái thủ tục có hai cách làm. Một cách hai nhé. Đây nó vẫn là x0. X0. Đây là bán kính. R. Đây là độ nhanh. Thì cách tôi bảo một cái độ hai là nó đã giống nhau. Bây giờ như vậy thì có thể copy cái này xem đây. Đấy. Bây giờ chỉ khác biệt là gì? Khác biệt là cách tô màu 1 thì chúng ta đi ngang ở đây. Đi ngang, cách tô màu 2 là chúng ta thẳng lên, đi đi dọc, đi thẳng lên, như vậy chỉ sửa mỗi chỗ này thôi, sửa mỗi cái lệnh này như này. Đấy. Cách tô màu 1 là di chuyển về cái đây, di chuyển về cái vị trí là R cộng x0 y. Nhé. Còn cách tô màu 2 thì di chuyển như thế nào? Đây, cách tô màu 2 thì là như thế này. Cách tô màu 2 thì là như thế này. Đây. Chúng ta di chuyển lên đây. Giả sử đây là x, y. Thì di chuyển đến vị trí này thì vẫn là cùng x gì? Còn y ở đây. Y ở đây là d, đây là r cộng y0. Đấy. Nó khác như này. Chỉ khác nhau ở cái ở cấu trúc này thôi. Bây giờ thầy mới sửa lại cho này nhé. Đây, bây giờ sửa lại chỗ này là gì? Y thì bỏ ra, còn cái chỗ này là chính là r cộng y cộng y không. Đây. E đây, r cộng y không. Còn cái chỗ này là x gì không thay đổi, cho nên nó chính là cái này, nó chính là cái là x gì. X. Nhưng mà nhiều khác nhau chỗ này thôi, chúng ta xem lại nhé, để xem lại cái tô một tô màu hai đây để cạnh nhau cho nó nhìn nó dễ nhé, giống hệt nhau luôn, giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở mỗi cái lệnh này này. Chỗ này là một là đi ngang là go to r cộng x0 và y vẫn giữ nguyên và đi ngang, còn bên này là x giữ nguyên, đi là đi dọc, đi về phía là r cộng y không, nhưng mà khác nhau lệnh này thôi, còn giống hệt. Bây giờ thầy sửa lại cái này nhé, đây chương trình đây. Bây giờ thầy bỏ cái lệnh này ra ngoài. Thầy để vào đây là cái tô màu 2. Thì tô màu 2 đây này. Đấy. Kiểm tra cũng được không nhé. Tô màu 2 đây vẫn là x0. Đây vẫn là y0. Và đây là R. Bây giờ thầy chỉ đổi mà đổi cái màu sắc thôi nhé. Đây màu sắc của tô 1 là màu đỏ này. Tô màu 2 là màu xanh này. Thế là cây đi. Đấy. Ok. Mình chạy cái tô màu ở nhầm nhầm. Đây đây phải là một. Đây là cái tô màu 2 này. Đấy, tô màu 2 nhé. Đây là x0 này. Đây là y0 này. Đây là r. Được chưa? Đấy, màu 2 nhé, chạy thử này. Đấy, tụi nó giống hệt nhau. Nó cái gì? Được chưa? Thế thì bài này là cái bài này là bài tô màu, tô màu một cái cung tròn. Bên ngoài cung tròn cái bài tập mà đây là một cái bài tập rất là hay. Tô màu vùng ngoài cung tròn. Cái bài tập này là bài tập mà có trong kỳ thi học trẻ vừa rồi ở Hà Nội ấy, bài tập này. Cái bài này là cái bài Hà Nội là bài như này, thầy nhớ Hà Nội là bài nó chúng ta phải làm ấy hơn một chút. Đây bài đó là bài như này, chúng ta vẽ cái hình tròn như này và cần tô màu cả bốn cái này. Đây tô màu cái phần này này thì các bạn làm một cái, các bạn làm tự cho phần khác thôi nhé. Đó. Vẽ hình này và tô màu cái phần này và cái bài tập của đó là tô màu và cái hình này là các tô màu với cái màu khác nhau, tuy các bạn không quan trọng nhưng mà như vậy cái bài tập chúng ta đã vừa làm cái bài chúng ta có thể tổng quát lên, chúng ta làm cho trường hợp này chúng ta làm 4 lần lên là được thôi, một lần, hai lần, ba, bốn lần, nhưng mà ta chú ý các nó khác nhau thôi, còn tư tưởng là giống hệt nhau nhé. Đó thì đó là cách một cái bài tập rất là hay về tô màu, chúng ta chú ý nhé. Như vậy chú ý là gì?
là cái tô màu ở trong Scratch ấy, nó không phải là có thể tô màu riêng mà nó chúng ta phải dùng lệnh chúng ta tô màu và dùng dùng kẻ cái đường thẳng, các đoạn thẳng sát vào nhau thì là tô màu. Đây, các bạn chú ý nhé. Thì thầy xem là bài này ghi lại chưa, ghi rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển sang làm bài tập nữa, thôi đơn giản hơn là tôi vẽ bức hình hình vuông và tôi tô màu hình vuông đó nhé. Bài tập rất đơn giản nhưng chúng ta cũng cần phải bây giờ chúng ta cần đến đó. Đây, chúng ta vẽ hình vuông tổng quát. Đây, hình vuông này với các tọa độ đây là x0, bạn bên trái x0 y0 và có độ dài là d. Chúng ta vẽ cái hình vuông này nhé và chúng ta tô màu cái hình vuông đó thì làm như sau. Đây, như vậy thầy sẽ làm một tập nữa. Vẽ hình vuông này dễ rồi nhưng mà chúng ta làm tô màu hình vuông đó. Đây, để chúng ta cùng nhau làm một bài tập nữa nhé. Bài tập này chúng ta dừng lại đây nhé và chúng ta sẽ niêm một cái mới đi. Đấy, niêm một cái mới và chúng ta sẽ vẽ giống như lúc nãy nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta cho con mèo ẩn đi này. Bút vẽ là không không cần này. Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ xóa tất cả cái vùng đã có này, xóa tất cả hình đã có trên màn hình này. Sau đó chúng ta là pen up lên. Rồi. Và bây giờ thầy sẽ em đang tạo ra các cái biến nhớ để tạo ra cái hình vuông đó. Gồm có x0, x0 là tọa độ. X0. Tiếp theo là Y0. Và tiếp theo là D là độ dài hình vuông nhé. Chúng ta làm thầy muốn làm tổng quát là chúng ta có thể áp dụng nó cho nhiều chỗ khác nữa. Được chưa? Đấy. Và ví dụ thầy đặt cái tham số. Ôi. X0 là 0. Y0 là 0. Nhé, và đặt D, D là số bất kỳ, D ví dụ như này, D này, để vẽ cái hình vuông như vậy nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái block. Hình vuông. Tôi màu luôn đi cho nó tiện nhé. Mới có thông tin là không, thông tin thứ hai là y không và đây vẽ nhanh này nhé cho nó tiện này. Đây, mà chúng ta sẽ gọi nó này, gọi nó với cái tham số ban đầu là x0, y0 và d, x0 này, y0 này. Được chưa? Rồi, ta bắt đầu vẽ nhé. Thì là cũng như vậy thôi, về vẽ để tô màu hình vuông thì chúng ta rất đơn giản như sau. Chúng ta có hai cách vẽ hình tô màu hình vuông nhé. Cách thứ nhất là chúng ta vẽ cả cái đường ngang, cả cái đường ngang như thế này. Đấy. Cách thứ hai chúng ta kẻ cái đường đường kẻ cái đường dọc như nhau hết nhé. Đấy, mình thầy làm các bạn cho các bạn theo đường ngang. Chúng ta bắt đầu từ đây này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ D ở đây nhé. Chúng ta sẽ lập D bước ở đây và lập theo D bước ở trên này. Nhưng và mỗi lần chúng ta nhảy cái này lên 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 một, nhảy cái y lên một và chúng ta vẽ với đường ngang. Xong lại lùi lại thôi, ta vẽ rất là cái này có thể lùi lại thoải mái như này, ta vẽ lùi lại như này. Đấy, và ta vẽ là sau lần sau sau D bước là chúng ta sẽ làm xong. Đấy, thì đây là cái
cách mà chúng ta làm thế nhé. Đây, rất đơn giản như sau. Mà đầu tiên là gì sao? Đầu tiên là tôi phải go to đến vị trí. Mà point direction là không đi. Đó. Thôi 90 độ cũng được, không sao. Đúng không? 90 độ để ta kẻ đường ngang mà, đúng không? Không thì là lên chạy kẻ đường ngang, sau đó chúng ta sẽ go to đến cái vị trí là x0 y0. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ lọc. Đây này, chúng ta sẽ repeat là d lần. Tôi sẽ rồi, chúng ta sẽ tạo một ra để d lần nhé. Đấy. Trước khi mà chúng ta đây ở chúng ta là bắt đầu vẽ đây thì trước đó chúng ta sẽ hạ bút phía trên, chúng ta hạ bút phía trên pen down phía trên này và vẽ xong chúng ta pen up ở dưới này và đặt màu ở đây, chúng ta sẽ đặt màu như là màu xanh đấy nhé. Chúng ta làm như sau này, chúng ta liên tục như sau nhé. Chúng ta kẻ đường ngang move về phía đi về phía trước là đây, sang phải là D, chúng ta lần dạy là move về bên phải là D, là D. Sau chúng ta đi lùi move lần thứ hai, nhưng mà đi lùi thì chúng ta dùng lệnh này đây, chúng ta kéo cái này vào, chúng ta để là trừ một D, chúng ta đi lùi lại về gốc đúng không? Sau chúng ta nhảy lên phía trên, chúng ta dùng lệnh là train y by một, đây train y by một, by một. Đó. Như vậy là sau đây bước nhé, chúng ta nhớ lại là chúng ta đã bắt đầu từ đây này, chúng ta vẽ đường ngang xong đi lùi, sau nhảy lên vẽ đường ngang đi lùi, nhảy lên vẽ đường ngang đi lùi, cứ thế nhảy lên đúng đây bước thì là xong. Khi mà xong rồi thì pen up lên đó. Được chưa? Thử nhé, sẽ nó có ra hình vuông đảo. Đây, đây, hình vuông đảo. Thấy con nào? Hình vuông này có thể là bất kỳ. Đấy, như vậy, đây là một cái lệnh vẽ hình vuông đặc rất là đơn giản. Chúng ta có thể tổng quát lên là đây là cái hình, đây là một cái vẽ hình vuông đặc bất kỳ với cái đỉnh trái dưới là x0 y0 và độ dài cạnh nó là d. Đấy. À, tổng quát. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta lưu này lại nhé, lưu con này lại là vẽ hình vuông, vẽ hình vuông đặc và vẽ với tốc độ rất là nhanh nhé. Đấy. Thế thôi nhỉ. Thật ra thầy muốn làm cho các bạn một số bài tập nữa, nhưng mà chúng ta không không còn thời gian, vì bây giờ làm bây giờ về nhà các bạn làm bài này nhé. Về nhà các bạn làm bài này như sau. Về nhà này, bài tập về nhà của cuộc phần này nhé. Chúng ta áp dụng cái bài hình vuông này và chúng ta làm bài tập sau này. Đây. Bây giờ trên màn hình chúng ta vẽ một cái hình vuông tổng quát, hình vuông bàn cờ, vẽ một cái bàn cờ kích thước n nhân n tổng quát n nhân tổng quát như thế này đó, tổng quát và n là bất kỳ, n bất kỳ là nhập từ bàn phím nhé. Và cái bàn hình này nó phải nằm ở chính giữa màn hình của chúng ta, đây là màn hình của chúng ta, đây nằm giữa màn hình này, giữa màn hình của chúng ta nhé, vì nó với là hình vuông nó nằm ở giữa hình hình cái hình của màn hình ta, nó là hình hình nó là cái hình chữ nhật, chiều cao là 360, chiều rộng là 480, cho nên chúng ta cần vẽ hình vuông này vào chính giữa cái màn hình của chúng ta với cái chia đều ra là n. Cái này mà này hơi khó hơn một chút nhé. Đấy. Và chúng ta tô màu, đây chúng ta tô màu như là bàn cờ vuông ấy, như là cái bàn cờ mà cờ vua ấy nhé, đấy, bàn cờ vua như này.
và tô màu như là đây. Cách ô là tô màu một lần, là tô màu đặc, tô màu đặc nhé. Đấy, như vậy là bài tập là gì, là vẽ bàn cờ vua tổng quát n nhân n, n nhập từ bàn phím bất kỳ, n nhập có thể là 3 là 4 5 6 7 8, 8 là 8 là cái mô hình cờ vua bình thường, nên là có thể là 9 10 11 12 bất cứ một số nào. Thì chúng ta phải tính toán, và khi tô màu cái này chúng ta sẽ tô màu, chúng ta sử dụng cái hàm này để chúng ta tô màu cái hàm này. Được chưa, chúng ta chú ý nhé. Đó. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi, nhưng tôi định nói thêm, nhưng mà thôi để hôm khác nhé, thôi chúng ta nghỉ thôi, nghỉ nhé. Hôm nay là cái một cái bài gọi là vui vẻ thì mà lạc đề một chút, nhưng mà vì một số bạn cũng hỏi, vì tôi có cảm giác, tôi không biết đâu, nhưng mà hình như năm nay là Trung ương đoàn là quay trở lại cái mô hình cũ, tức là vẫn có cái phần giải toán như mọi năm nhưng mà không nặng như năm ngoái. Cái năm ngoái là năm thi thi học trẻ là Trung ương đoàn làm hơi quá thể, tức là toàn bộ bỏ hết cả cái phần tương tác đi, bỏ hết phần làm game đi, bỏ hết phần vẽ hình đi, và toàn bộ các bài tập là bài tập giải toán theo kiểu là input output, thì cái đó là rất là không hay, rất không hay cho cái đề thi cho học sinh tiểu học, nó làm cho nó không không có hứng thú. Cho nên là quay trở lại cái mô hình cũ là có vẽ hình, có bài tập giải toán có, và có bài tập về làm chương trình, làm phần mềm, làm game tương tác. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá.